Hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo của mình nha. Thì video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia sự kiện nào cùng đồng đội để mọi người có thể là nhận được miễn phí 40 quân huy nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây mọi người like video, đăng ký kênh, bình luận video phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn để chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và như thế đây mình có một cái thỉnh cầu nho nhỏ, các bạn thể bớt chút thời gian các bạn qua kênh Niran Stone mô hình này, mọi người đăng ký kênh, tiện thể mọi người có thể để lại cho mình một chút thời gian, mọi người like video này ủng hộ mình để giúp kênh của mình sớm lên một chút người đăng ký nha mọi người. Thì kênh này thì mình bán về mô hình đồ chơi ấy. Thì anh em nào có nhu cầu mua mô hình đồ chơi thì có thể là qua kênh này để ủng hộ mình nhé, các bạn xem được. Ok, và sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tham gia sự kiện nạp cùng đồng đội để có thể là nhận được tới 40 quân huy nha. Thì khi các bạn tham gia sự kiện ra từ ngày 21 tháng 5 cho ngày 31 tháng 5 thì các bạn chỉ cần tham gia sự kiện thôi, mọi người sẽ nhận được 40 quân huy nha. Thì sự kiện này theo mình đánh giá ấy, thì các bạn chỉ cần bỏ ra một chiếc công thôi, mọi người sẽ tham gia sự kiện thì mọi người sẽ nhận được tầm 40 quân huy. Thì mình nghĩ là quân huy này là quân huy vĩnh viễn nhé, chứ không phải là quân hữu hạn đâu. Thế nên các bạn cũng có thể sở hữu, mình thấy là khá là ổn. Mình nghĩ là nó phải như kiểu là các bạn tham gia sự kiện nạp quân huy nhận quân huy đấy. Sự kiện nạp quân huy nhận quân huy thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ dễ một chút. Các bạn chỉ cần nạp là nhận được. Sự kiện lần này thì các bạn phải kiểu như tạo đồng đội, kiểu tạo đội thì các bạn có thể nhận. Thì các bạn sẽ có tầm khoảng hơn 10 hôm mọi người tham gia sự kiện. Thì khi mọi người có thể là các bạn để ý giúp mình nhé, thì mỗi một cột mốc ấy thì các bạn sẽ có số người tham gia. Thì các bạn có thể là tạo đội hoặc là các bạn có thể là vào đội các bạn cũng được. Đấy, các bạn có thể là tự tạo đội để mọi người vào, hoặc là các bạn vào những người tạo đội. Đó, thì nếu bạn nào mà muốn tạo đội ấy, xong sao chép cái mã này gửi cho bạn bè các bạn để các bạn lấy mã cái này vào, xong bạn bè các bạn vào đội các bạn, và các bạn có thể giải tán đội tối đa là 3 lần nhé. Thì mỗi một cột mốc này là 8 quân huy, thì cứ mỗi một người vào ấy thì các bạn sẽ được 8 quân huy nhé. Đấy, đủ 1, 2, 3, 4, 5 cột mốc thì các bạn sẽ nhận được tối đa là 40 quân huy nhé. Thì khi các bạn tham gia sự kiện thì người chơi có thể tạo đội hoặc là gia nhập đội bằng cách là nhập mã mời hoặc là tạo mã mời. Thì mỗi thành viên khi các bạn tham gia ấy, thì các bạn sẽ nạp 40 quân huy. Có nghĩa là mỗi người tham gia thì bắt buộc là các bạn phải nạp đủ 40 quân huy thì các bạn mới có thể là hoàn thành nhiệm vụ nhé. Đấy, thì khi các bạn nạp cho mình 40 quân huy, mỗi thành viên nạp 40 quân huy, thì mỗi người khi hoàn thành nhiệm vụ xong thì các bạn sẽ nhận được tối đa là 40 quân huy. Thì một số bạn sẽ hỏi mình là ui, sự kiện này làm kiểu như các bạn không biết là tạo đội ở đâu, tại vì các bạn không có bạn bè gì đúng không? Thì lát đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn thể là có bạn bè các bạn, để các bạn vào đội nó rất là đông. Đấy, thế nên là mọi người đừng quên like và chia sẻ video clip ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm video hơn nhé. Đấy, thì các bạn có thể để lại cho mình một like, một đợt đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Ok, thì sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm sao các bạn thể tham gia sự kiện một cách nhanh nhất và đơn giản nhất. Thì để sự kiện các bạn tham gia sự kiện một cách nhanh và đơn giản nhất có đồng đội như này ấy, thì một là bắt buộc các bạn phải có bạn bè các bạn rất là đông. Tại vì các bạn biết ấy, thì khi các bạn chơi cùng bạn bè các bạn, ví dụ các bạn chỉ chơi tầm khoảng 4 người thôi, là các bạn là 5 người đúng không? Thì chỉ cần một người, kiểu như 1-2 người không nạp quân huy thôi là các bạn không thể nào các bạn nhận được. Thế nên là các bạn phải chơi, mình nghĩ là phải chơi phải gấp đôi lên 10-20 người. Mà các bạn biết là để các bạn chơi đến 10-20 người là khó, rất là khó. Thế nên là các bạn phải vào trong một cái nhóm nào đó. Thì hiện tại bây giờ thì mình đang có sẵn nhóm rồi. Thế nên các bạn có thể là vào cái nhóm của mình. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem. Đây thì hiện tại ấy, thì mình đang có một cái nhóm rất là đông, tầm khoảng gần 700 người. Thì khi các bạn tham gia nhóm này thì các bạn thứ nhất là các bạn sẽ có một cộng đồng. Thì các bạn có thể là vào đây nói chuyện lúc buồn hay là nào, các bạn có thể vào đây tạo nhóm để kiểu chơi game chung. Hai là các bạn có thể là biết được những cái sự kiện sớm nhất từ kênh mình. Đấy, nhiều bạn là khi nào có sự kiện thì bạn này mà hay vào đây hỏi mình hay trả lời. Hay là các bạn sẽ có kiểu rất nhiều người vào đây để kiểu tham gia sự kiện ấy. Thì khi các bạn vào đây thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều bạn đã kiểu như là tạo nhóm thành công và nhận như nhóm này là đã nhận được full quân huy này, rất là tuyệt vời. Đấy, mình xin phép mà là cóp lại một cái ảnh tại đây đó. Đấy, hiện tại thì rất nhiều bạn đã tạo nhóm tại đây rồi, còn bên trên cơ, nhưng mà mình kiểu mình lười lướt lên anh em, thế nên là các bạn thể là vào nhóm này nhé. Đấy thì hiện tại ấy, thì nhóm này của mình cũng tầm khoảng 700 người, cũng khá là đông. Nếu mà các bạn vào thì cũng phải tầm khoảng, tính ra thì cũng phải tầm khoảng ít nhất phải tầm khoảng 30 nhóm để cho các bạn vào, các bạn chia sẻ nhau. Sau mỗi bạn vào ấy thì khi các bạn vào trong đấy thì những anh em nào mà kiểu đang nạp rồi đấy thì các bạn sẽ có thêm kiểu thêm người nữa, thế nên là các bạn sẽ được nhiều nhóm, nhiều người hơn. Đấy, thế nên là các bạn xem video clip mình thì tiếp một lượt like, một lượt đăng ký kênh, một lượt chia sẻ video ủng hộ mình để mình thêm động lực làm video hơn nha. Chơi luôn này. Ôi chậm chượt rồi, nhưng không sao anh em.
Nào, chiếc vui luôn này. Và các bạn đừng quên mua trang phục Ryoma Mephrod này. Tại vì khi các bạn mua trang phục Ryoma Mephrod trong thời gian này thì các bạn sẽ được giảm giá chỉ còn 799 quân huy nhé. Còn nếu bạn nào có thẻ giảm giá thì các bạn mua trang phục Chowlet thì các bạn sẽ được thẻ giảm giá 300 quân huy. Thì các bạn sẽ mua trang phục này với giá là 699 quân huy thôi. Đấy, thì các bạn nên nhớ giúp mình. Thì sau ngày mùng 1 tháng 8, có nghĩa là sau đến đầu tháng 8 ấy, thì trang phục này sẽ đóng lại vĩnh viễn và các bạn không mua được đâu. Thì anh em nào muốn sở hữu trang phục này thì hãy nhanh tay game sở hữu cho mình nhé. Theo đánh giá ấy, thì trang phục này kiểu rất là đẹp, hiệu kỹ năng rất là ok. Và thật ra là trang phục Ryuma ấy, thì Ryuma chúng ta rất nhiều trang phục đẹp. Ví dụ Ryuma Samurai này, hay là trang phục Ryuma Ultraman này. Đấy, thì Ultraman thì trang phục đấy rất là đẹp rồi thì phải nói rồi anh em, tại vì nó là trang phục hợp tác siêu nhân mà anh em. Đó, còn trang phục này cũng là trang phục hợp tác nha mọi người. Nếu anh em nào thích thì các bạn có thể sở hữu trang phục này, trang phục hợp tác cũng rất là ok. Và Ryuma Samurai cũng được. Mình thấy Ryuma cũng khá nhiều trang phục. Đấy. Không bù Ruiro, Guiro thì không có một bộ trang phục nào. Mình nghĩ là sắp tới nếu mà Guido muốn có trang phục ấy thì bắt buộc Guido phải chỉnh sửa lại cái ngoại hình và loại bỏ đi cái kiểu ví dụ nhé, hiện tại vẫn giữ tướng Guido đúng không, nhưng mà tạo cho Guido một cái trang phục mặc định. Đấy, trang phục hiện tại là một cái trang phục mới của Guido, xong tạo cho Guido một cái kiểu hẳn một sang một vị tướng khác hoàn toàn ấy. Thì khi mà như vậy thì tại vì Guido chúng ta là một vị tướng ở bên nước nào xong kiểu bản quyền ấy mọi người. Thế nên để mà chỉnh sửa cho một cái kiểu một cái nhân vật bản quyền nào đó mà bên đó hình như không nhầm như là một người siêu anh hùng bên đó gì đó, hoặc là một người rất là nổi tiếng bên đó, thì tạo một trang phục kiểu như là ấy thì nó rất là khó. Thế nên là mình nghĩ là khả năng là sắp tới thì Guido chúng ta sẽ thay đổi về ngoại hình, thì thay đổi ngoại hình xong thì mới có thể có trang phục mới được. Thế nên là các bạn có thể đón chờ, nhưng mà không biết là có trang phục mới không hay là lại kiểu không có thôi anh em. Người chơi luôn này. Trời ơi, thanh niên na này nhát thế. Chém luôn này. Thôi tầm này thì né thôi anh em, tại vì Mio có ra rồi. Không thể 1 cân 2 được. Ok, thì nhân tiện đây mình sẽ chia sẻ cho người về trang bị bảng ngọc phù hiệu để có thể đánh tốt vị tướng Ryuma của chúng ta vào mùa hiện tại nhé. Và mọi người đừng quên like và chia sẻ video clip ủng hộ mình để mình có thêm động lực làm video hơn nhé. Tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Và sau đây mình sẽ chia sẻ cho người về bảng ngọc phù hiệu và trang bị cho mọi người có thể đánh tốt vị tướng Ryuma nhé. Thì trận này thì mình sẽ mang Ryuma đi top, thế nên mình sẽ mang bổ trợ là tốc biến rồi. Các bạn có thể mang một phãng được, nhưng theo mình thì mang tốc biến thì ok hơn, các bạn có thể là cơ động hơn rất là nhiều. Đấy, gây đột biến rất là ok luôn. Thì thứ nhất là ngọc đỏ sẽ đây cho mình 10 viên công vật lý và xuyên giáp. Tiếp theo ngọc tím sẽ lên cho mình 10 viên công vật lý cũng chạy. Ngọc lục sẽ lên cho mình 10 viên công vật lý và xuyên giáp nhé. Đó là bảng ngọc cho vị tướng Ryuma này. Tiếp theo là về phù hiệu thì mình sẽ mang phù hiệu ma chú cho vị tướng Ryuma nhé. Và những phụ các bạn mang thêm cho mình cái quả cầu băng xương, có thể là gây khả năng đột biến một chút. Đấy, có thể là thủ như nào đó thì có thể ok. Sau tiếp theo là về trang bị, thì trang bị đầu tiên thì mình sẽ lên giày kim cường. Sau đó thì mình sẽ lên một trang bị đó là tương long lướt. Sau tương long lướt mình sẽ lên một trang bị đó là tương xuyên phá. Sau tương xuyên phá mình sẽ lên phước cực kiếm. Sau phước cực kiếm thì mình sẽ lên một trang bị đó là nanh nhá. Và trang bị cùng đó là giáp vệ sinh. Thì khi các bạn lên cái trang bị như này thì các bạn thấy là nó full sát thương rồi. Thế nên là các bạn chỉ cần làm sao các bạn cứ núp bụi hay là các bạn làm sao kiểu gây khả năng đột biến, các bạn cứ ra các bạn đánh thường cái, hoặc là các bạn sử dụng chiêu 2. Sau các bạn sử dụng chiêu 2 đánh thường này, xong chiêu cuối là kẻ địch lên bảng số luôn. Như pha này là mình lướt lướt chiêu 1 đập mặt vào tường rồi anh em, thế nên không thể nào chạy được. Và với bộ kỹ năng vị tướng Ryuma này ấy, thì với nội tại của vị tướng Ryuma này, khi các bạn có đủ nội tại các bạn sẽ thấy là ở dưới chân, ở dưới thanh máu của bạn ấy, sẽ có một cái vạch đỏ đỏ đúng không? Thì cái vạch đỏ đỏ có tác dụng là thì bạn đồng quá. Thì khi các bạn có vạch đỏ đỏ đó thì các bạn sẽ được tăng sát thương từ đòn đánh tường các bạn nhé. Tăng sát thương đòn đánh tường, đồng thời các bạn sẽ đánh xa hơn. Như kiểu các bạn đánh AD cấu gì rất là thích luôn. Chiêu đó là đội tại tương Ryuma này. Tiếp theo chiêu 1, khi các bạn kích hoạt chiêu 1 ấy thì các bạn như kiểu là cái chiêu 2 của Nagrod ấy
các bạn lướt ngược lại. Đấy, nó không phải như tốc biến, các bạn sẽ lướt thẳng là đi ra thẳng, mà nó sẽ ngược lại. Ví dụ các bạn lướt đằng sau sẽ về đằng trước, lướt trái thì sẽ sang phải, lướt phải sẽ sang trái, lướt sau về trước, lướt trước rồi sau. Đây là nó kiểu ngược lại nhé. Đó là chiêu 1. Tiếp theo là khi các bạn sử dụng chiêu 1 trúng tướng địch hay là kiểu mục tiêu lính, quái hay là tường thì lập tức là các bạn sẽ được thêm một đường lướt đấy nhé. Đó, tiếp theo là chiêu 2 có tên là nhất kích tất sát. Thì khi các bạn kích hoạt chiêu 2 nó gồng thì các bạn sẽ chia làm hai đoạn. Đoạn đầu tiên ấy, ở phía gần phía người các bạn ấy, thì đoạn đó thì sẽ phải chịu sát thương thôi. Còn nếu mà bạn nào muốn gây choáng và gây sát thương ấy, thì các bạn phải sử dụng cho mình cái đoạn trên, nó chia làm hai đoạn. Thế các bạn sử dụng đoạn trên mới choáng được. Thế nên làm sao các bạn có thể là muốn khống chế, các bạn cứ căn chỉnh làm sao mà cái đoạn thứ hai, đoạn bên trên đầu ấy, các bạn trúng cái địch được. Đây mình sẽ review với các bạn xem chiêu cuối của Ryuma Map Road rất là đẹp. Đấy, hiệu kỹ năng của chiêu cuối, hiệu minh về rất đẹp luôn. Tiếp theo là chiêu cuối. Thì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối đúng không, thì chiêu cuối các bạn có tên là loạn chám. Thì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối thì các bạn sẽ kiểu tạo ra từng đợt kiếm và gây sát thương. Đồng thời thì các bạn sẽ được hồi phục máu nhé. Đấy, chiêu cuối các bạn có thể là được hồi phục máu. Thì các bạn có thể đánh 1-2 con quái, xong các bạn yếu máu các bạn vào đánh 1-2 con quái, xong các bạn dùng chiêu cuối. Các bạn sử dụng lên lính quái hay là lên kẻ địch là các bạn hồi một chút máu. Thế nên là chiêu cuối của Ryuma giúp cho Ryuma có thể là kiểu câu kéo một chút. Hết máu các bạn cứ ra, các bạn sử dụng chiêu cuối và lính quái là được. Đấy, thì combo mình hay dùng ấy thì mình sẽ lướt chiêu 1 vào này, kích hoạt chiêu 2 đánh thường và chiêu cuối này xong lướt này. Ôi thì bạn đông quá anh em, 3 đến 4 không làm gì luôn. Và đấy mình solo tầm khoảng 1-1 thì floor xong rồi đấy anh em. Nào, đây chiêu 2 này, đánh thường lên bảng số nha. Thì combo mình hay dùng ấy thì mình hay sử dụng, ví dụ nhá, mình sẽ sử dụng chiêu 1 lao vào trước qua lính quái đúng không, để mình thêm một lần lướt nữa. Sau đó thì mình sẽ sử dụng chiêu 2 làm sao mà choáng cái địch, xong mình đánh thường phát, xong mình sử dụng chiêu cuối luôn. Đấy, chiêu 2, hoặc là mọi người sử dụng chiêu 2 này, xong đánh thường chiêu cuối, xong rồi lướt chiêu 1 đuổi theo, xong lướt chiêu 1 đuổi theo. Đấy, tùy mọi người nhé, tại vì là từng lúc ấy thì các bạn sẽ xử lý khác nhau, thế nên không thể nào mà các bạn mặc định như vậy được. Đấy, nhiều bạn còn sử dụng cả chiêu 2 xong kích hoạt cả tốc biến các thứ ấy, nhiều bạn đánh rất hay. Như mình thì mình đánh kiểu khá đơn giản thôi, thế là đã được mạng rồi, anh em không còn phải cầu kỳ quá. Thế anh em nào kỹ năng thì các bạn sẽ thấy là đánh rất là ghê. Đấy, như pha này này, kích hoạt chiêu 1 vào này, chiêu 2 này và chiêu cuối lên bảng con số còn gì nữa. Đấy, từ bây giờ mình sẽ lên trên đây hỗ trợ đồng đội nha. Thì hiệu ứng của trang phục Ryuma Map Road này đẹp phết. Ngoại hình thì mình thấy là như kiểu là các bạn xem phim kiếm hiệp ấy, như kiểu những cái trang phục kiểu Nhật Bản ấy mọi người. Cầm kiếm này trông kiểu rất là hay luôn. Đó, lướt chiêu 1 này, chiêu 1 lướt rất là đẹp luôn. Chiêu 2 cũng vậy, các bạn chọc ra rất là ok. Như kiểu các bạn sẽ kiểu như là một cái bóng ở phía trước ấy. Chiêu cuối các bạn sẽ tạo ra thêm hai cái bóng nữa và các bạn thêm là 3. Đó, xong các bạn chém rất là đẹp. Trang phục Ryuma này thì mình khuyên các bạn nên sở hữu, và các bạn đừng quên tham gia sự kiện để nhận miễn phí trang phục Ryuma Alin nha mọi người. Alin Samurai thì trang phục đó cũng rất là đẹp, thì theo quan điểm cá nhân của mình các bạn cũng nên sở hữu. Đó. Kích hoạt chiêu cuối rồi này. Lên bảng số còn gì nữa. Thôi win rồi anh em ạ. Và sau đây thì mình sẽ dừng lại clip đây. Và cảm ơn bạn xem hết video clip mình, và chào các bạn. Hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.